Em xin chào cả nhà. Và hôm nay thì em có mặt ở Củ Chi, thì em vô nhà một người anh. Thì không phải người anh của em mà người anh của cái người bạn đi với em đi mua xe. Thì trong quá trình mua xe xong rồi, thì người anh bảo dẫn lại cho nhà bạn của người anh đi chơi. Thì em quay được một mớ cái hai cái bẹt và một cái Isiki các bác ạ. Và một cái Mitsubishi của Jin các bác ạ. Rồi thế thì em cũng đi ra đằng sau thì em nhìn thấy một bầy bò dái không ạ, bò dái mà cù dái to đùng này, thì em quay lại các bác coi nha. Rồi nhưng cái đó không quan trọng. Ây. Mà quan trọng thứ nhất cái của em là em thấy những cái gì mà các bác đang cần, đúng không ạ, cái cũ của người ta. Thì em sẽ quay lên đây để cho các bác ai trúng cái gì mua cái đó các bác nhá. Thì bây giờ cái hàng này hàng cũ này, hàng này hàng cũ các bác ạ. Nhưng mà em nói các bác là riêng cái chảo ba này này, là cái dàn hỏa tiễn này này, cực kỳ là ghê này các bác này. Đó đây này. Thì các bác nào đang cần, hôm nọ em thấy có bác nào đang còn cần thì mấy này này. Đấy thì hôm nay em đã tìm được cho các bác đây, có cả chảo 6 luôn các bác nhá. Rồi bây giờ em mới xem cái chảo này này, cái này này chủ nhà dùng đây không xài nhưng mà đang còn quay các bác nhá, từ bánh lái đang rất tốt các bác này. Đấy chủ nhà quay này, đang tốt đó, lơ một tí không sao. Đây đang quay luôn này. Rồi tất cả tắt đưa các bác nhá, cái loại này là loại hỏa tiễn các bác nhá. Đó hỏa tiễn đây này. Đấy bây giờ không được, cực kỳ nguy hiểm, nói thật là các bác khủng khiếp luôn. Đây đó này, đây rồi cái này các bác về thay lưỡi cho em, nói chung là mòn rồi nhưng mà các bác vẫn về xài được, và không xài được thì các bác coi như là mua khác nha. Đấy nha, thì đây là một cái dàn ba dàn lâm đấy, với một cái giá tiền rất rẻ các bác nhá. Đấy các bác cứ lại em dẫn lại các bác mua, trả bao nhiêu cũng được hết, em cũng không biết là ông bằng không quay. Rồi hôm nào em dẫn lại em lên các bác mua. Đấy, rồi cũng xa xôi các bác nhá. Đây này. Đấy, 0394326198 các bác điện cho em. Em chỉ các bác dẫn lại cho các bác nhá. Rồi các bác bỏ vào tài khoản cho em 500 tiền xăng thì cộng. Thế thôi. Và mua về các bác là còn zin y nguyên. Rất chắc chắn. Đây. Đó nhá. Đấy, quay luôn. Rồi một em nhá. Em thứ hai, chào 6. Đây quá này. Chào 6 này, đang quay này. Rồi. Bánh lái nhá. Tất cả mọi cái cũng như cái khác, chảo này là chảo nhỏ, chảo trung nha, chảo nhỏ nha, 2, 4, 6 chảo nhỏ chứ không phải chảo to. Cái này chảo to thì ngon nhưng mà chảo này chảo nhỏ đó nha. Ai mà có xe nhỏ thôi, xe từ 3.600 luôn lại thì nên lấy cái này nha, còn 4.000 là không lấy. 3.600 đấy, 3.600 xe 3.600 đến 3.000 các bác nha là lấy cái này rồi, còn xe 4.000 là không được, nhỏ quá. Chảo này nhỏ quá. Đấy, chỉ dùng cho chia 3.000 và 3.600. Còn cái này thì ok, các bác về thay chảo to vào. Chảo này là chảo to đúng, các bác nhờ chảo đại. Đấy, các bác cái này là chảo hỏa tiễn, chảo đại. Các bác mua chảo, còn chảo này là chảo mòn rồi. Chủ yếu là lấy lấy cái này thôi, khung thôi. Các bác nhá. Đấy, rồi. Tiếp tục đến một cái sợi. Và đây có một số bộ. Các bác nhá. Rồi ông ơi. Tôi lại ông để tôi quay cho anh em tôi xem tí ông làm cái gì, ông phá quá ông. Biết rồi, vào đây. Phá quá. Đây có một số vỏ các bác này. Các bác nào cần vỏ nào thì các bác cứ đến đây nhá. Đây. Đây, có một số vỏ. Đây. Bây giờ em không biết là vỏ như thế nào, các bác thích như thế nào cho tôi cả đây các bác. Muốn làm gì các bác làm. Đây, đây. Vỏ rất to. Đây, cặp này ngon này. Đấy, dùng đây các bác nha. Rồi. Rồi, tiếp tục đến một cái sới. Đây, có một cái sới các bác này. Thì cái sới này, nó là tầm cỡ khoảng 1m, 2m rưỡi các bác nha, phủ bi. Đấy, 2m2 đoạn lòng, có cả luôn nhông sên, đầy đủ. Cái này nó là thuộc dạng là đại, các bác nha. Đây, nó có gộp này, một đĩa này. Cái này nó thật đĩa ra ngoài rồi, các bác về làm lại nha. Đây này, trong quá trình làm một đĩa này, hai đĩa, ba đĩa, bốn đĩa, năm đĩa, sáu, bảy,
8, 9, 10 đĩa. Đây, nó có một cái này nữa này. Đó, để đây, 10 đĩa. Có nhông xê đàng hoàng các bác này. Nhông xê, đây. Nhông xê. Cái này các bác mua rẻ về cho em. Nhá, có cả nguyên một cái này. Cái này. Cái này là cái gạt này các bác. Cái này. Đang còn nguyên cái gạt luôn đây. Các bác nhìn này. Ôi. Mấy thằng cha này nó chạy ghê. Nó sủa con hớt đàn bà. Nó mày giống đàn bà quá. Quá. Đau đầu. Đang nói chuyện với nhau nó cứ xỉu. Ôi giời. Rồi các bác. À... rồi xong luôn. Hết chó sủa đến bò sủa. Đây các bác này. Riêng cái dàn này là cực kỳ là dày nhá. Rồi cái trục ở bên này. Trục bên này riêng. Trục này là nó quay để nó đưa cái quay là cái nhông. Là cái này là gắn vô ấy này. Vô lắp này. Đấy nhông cuốn vô xít đây này. Rồi bắt đầu mới quay đến cái này các bác nhá. Đó. Mười hàng các bác nhá. Em không biết bao nhiêu là mười hàng. Nó tầm cỡ khoảng 2m2 các bác nhá. Cái này không phải đại đâu. Cái này trung trung là trung lớn. Rồi ai có nhu cầu thì qua cái video này các bác nhá, vò xe là một này, chảo ba là hai này, chảo sáu nhỏ là ba này, và cái này là bốn cái. Các bác điện thoại cho em 0394 326 198, em sẽ điện và để đưa các bác đến, hoặc là em cho số điện thoại của chủ các bác đi mua các bác nhá. Rồi em sẽ dừng video tại đây hôm nay, cũng góp nhặt được một ít cho các bác. Ai mà tiện trong cái gì thì ta mua cái đấy các bác nhá, với số tiền rẻ. Ok, em xin dừng video tại đây, hẹn các bác video sau.